Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Thì cái video ngày hôm nay em sẽ trả lời cho một cái câu hỏi là rất nhiều các bác đang thắc mắc rằng là nên chơi dòng đẩy nhiều xoa hay là chơi dòng đẩy ít xoa, và lợi ích cũng trả lời luôn cái câu hỏi là cái do chơi dòng đẩy nhiều xoa nó sẽ có cái lợi ích gì và ít xoa nó sẽ có cái lợi ích như thế nào. Thì để trả lời cho cái câu hỏi đó thì ngày hôm nay đây em sẽ đưa đây là hai cái dòng đẩy có mạch khác nhau, tức là hai dòng đẩy, một dòng là bên này là ít xoa và dòng bên này là nhiều xoa. Đấy, thì để làm một cái ví dụ cho các bác, thì trước tiên là khi chúng ta nhìn vào cái hai con đẩy này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nguồn thì hai con đẩy này có khả năng là khá tương đương nhau, con này là nguồn bên này, con này là nguồn bên này. Nhưng ở đây chúng ta sẽ quan tâm là một con này thì nó sẽ là to hơn, nó sẽ nhiều xoa hơn. Đấy, tụ lọc nguồn nó sẽ nhiều hơn. Còn con bên này thì là tụ nó sẽ ít hơn, mạch nó sẽ đơn giản hơn và nhìn nó có vẻ là ít linh kiện hơn. Đấy, nhìn có vẻ là yếu hơn. Nhưng mà thực tế ở đây thì chúng ta sẽ biết là con này ở đây công suất của nó tới là 850W một kênh, và con này nó chỉ có công suất là 600W một kênh thôi. 600W một kênh, thì để cho các bác thấy rằng là nó có sự chênh lệch. Để trả lời câu hỏi của chúng ta một phần nào chúng ta đã hình dung rồi rằng là con này nó nhiều xòa hơn nhưng nó lại yếu hơn, nó nhiều linh kiện hơn nhưng nó lại yếu hơn, nó con này nó có vẻ đơn giản hơn nhưng nó lại khỏe hơn. Cái vấn đề ở đây tại sao mà nó lại ngược nhau như vậy, thì xin trả lời cái vấn đề giải quyết đây đó chính là cái công nghệ mạch. Đây, cái dòng này là mạch Class AB có bù áp. Đấy, nó sẽ yếu hơn, và dòng này thì nó sẽ là Class D. Nó sẽ là công nghệ mới hơn, nó hiệu suất nó cao hơn và nó sẽ khỏe hơn. Đấy. Chứ còn ở đây bây giờ thực sự là đấy, hiện nay công nghệ mới đó, cái vấn đề nhiều xoa và ít xoa nó không nói lên được cái độ chất của con đẩy và không nói lên được cái sức mạnh của con đẩy. Cái sức mạnh của con đẩy thì nó sẽ nằm ở trong những cái yếu tố, thứ nhất là về mạch, thứ hai nữa là về kho, về công nghệ mạch, thứ hai nữa là về mới đến cái lượng là xòa xong rồi đến mới đến với chất lượng xòa nữa. Đấy, nó không phải là cái nhiều xòa nó là khỏe. Thì ở đây đấy, các bác đều biết rằng là khi các bác mua con đẩy, nhiều người không biết được cái điện là hỏi là con đẩy này chạy bao nhiêu xòa. Đấy, con đẩy này chạy bao nhiêu xòa, các bác đều hỏi cái câu đó là các bác luôn luôn là đi không bao giờ là mua trúng được con đẩy mà mình cần nữa, mà chúng ta luôn luôn là bị cái người bán hàng ấy, người ta sẽ rắc mũi, người ta sẽ bán cho bác sao con đẩy nó càng nhiều xòa thì cái giá thành nó sẽ càng lớn. Đấy, cái càng nhiều xòa thì càng nhiều tiền ở đây thì các bác cái tiền các bác bỏ ra nó sẽ nhiều hơn, nhưng mà cái công suất của nó thì lại không được như chúng ta mong muốn. Cho nên mà chúng ta phải cân nhắc rằng là con đẩy nó nhiều xòa nhưng mà công suất nó được bao nhiêu, chứ chúng ta không nên chúng ta đi hỏi đây là bao nhiêu xòa. Nhiều xòa những công suất khỏe thì ok, nhưng mà nhiều xòa những công suất yếu hơn thì lại là vấn đề nằm ở chỗ đó. Rồi cái vấn đề nữa là các bác đi mua đẩy, các bác hỏi là bao nhiêu xòa, nhưng mà thực ra cái chúng ta dùng ở đây, chúng ta không phải về chúng ta lấy những con xòa này ra chúng ta dùng. Đấy, không phải là các bác về lấy xòa để các bác dùng, mà chúng ta dùng ở đây là dùng cái gì, dùng cái công suất, dùng cái sức mạnh của con đẩy. Đấy, cho nên mà cái mà cái con đẩy to nhiều xòa nó khỏe thì rất là bình thường, nhưng mà một cái thằng nó bé nó gọn nó tí hon thôi nhưng mà nó khỏe, nó mới là cái vấn đề, nó mới là cái vấn đề công nghệ, nó nằm ở cái vấn đề ở đó. Đấy, mà trả lời cho các bác. Rồi, cho nên mà sau cái này em sẽ lưu ý cho các bác là chúng ta đi mua đẩy, chúng ta đừng bao giờ bỏ cái suy nghĩ là con đẩy nó bao nhiêu xòa. Bỏ đi, đừng có bao giờ hỏi như thế nữa, mà chúng ta sẽ hỏi là anh ơi con đẩy này bao nhiêu watt và đánh được loa gì. Chúng ta nên hỏi như thế hơn. Đấy, chúng ta thay vì chúng ta hỏi bao nhiêu xòa, tại vì đẩy bao nhiêu xòa mà chúng ta không biết được nó là bao nhiêu công suất cả, thì chúng ta không nên hỏi, mà chúng ta sẽ hỏi là nó bao nhiêu watt một kênh và nó đánh được loa gì, mạch gì. Nếu các bác muốn biết sâu hơn chúng ta gọi là mạch gì, thì chúng ta sẽ hình dung như được là con đẩy đó, và cái đó mới là cái chúng ta quan tâm. Ở đây chúng ta không cần quan tâm nó bao nhiêu xòa cả. Đấy, mà thực sự là khi mà một cửa hàng em bắt đẩy đấy, em ít khi em đếm xòa, em quan tâm là con đẩy nó bao nhiêu watt thôi. Nhiều khi là các bác hỏi vào con đẩy nó bao nhiêu xòa, nhiều khi là em là phải đứng hình mất một vài giây để em nhớ lại rồi con đẩy nó bao nhiêu xòa. Nhưng mà thực ra là em không để ý đâu,
rất nhiều những cái đẩy qua tay bọn em, nhưng bỏ đếm bao nhiêu thò bọn em không đếm, vì bọn em không bán đẩy theo thò mà bọn em bán đẩy theo công suất. Và cái các bác cần ở đây là chúng ta là dùng công suất của nó chứ không phải dùng thò. Rồi ở đây tiếp theo là chúng ta cái đẩy nhiều thò nó sẽ có những cái nhược điểm. Nhược điểm gì? Nó sẽ có rất nhiều cái nhược điểm mà chúng ta cần quan tâm ở đây. Thứ nhất là đẩy nhiều thò thì nó sẽ chạy, nó sẽ nóng hơn. Đẩy thò con này nó sẽ chạy mát hơn này, và con này nó sẽ chạy nóng hơn này. Tại vì sao? Các bác lưu ý này, ở đây ấy, nhiệt độ nó tỏa ra là chủ yếu là những con thò này. Những con thò này là những cái con nó tỏa nhiệt. Càng nhiều cái này thì nó nhiệt độ nó càng lớn, nó càng tỏa càng nhiều nhiệt. Đấy, nó tỏa càng nhiều nhiệt. Cho nên mà những cái đây nó ít thò thì nó sẽ ít nhiệt thôi, thế thôi. Con này nó nhiều thằng, ví dụ như một thằng nó sản xuất ra một ít nhiệt, bây giờ cộng lại thì nó con này nó sẽ rất là nóng. Đấy, nó nóng. Khi mà nó nóng thì bây giờ muốn giải được, quyết được cái bài toán là làm sao cho nó mát máy thì chúng ta sẽ phải sao? Sản xuất cái bo tản nhiệt nó to. Đây, như cái con này nó bo tản nhiệt nó phải to như thế này. Và cái con này nó nhỏ xíu như thế này, nó rất là bé như thế này. Đấy, nó cái bo tỏa nhiệt nó chỉ bằng 1/5, 1/6 so với con này thôi. Đấy, nó phải là con cái bo tỏa nhiệt to. Các bo tỏa nhiệt to nó còn chưa đủ, nó phải cái hệ thống quạt của nó phải nhiều. Nhiều khi là 2 quạt ở đằng sau chưa đủ, nó phải thêm 2 quạt ở phía trước này nữa. Một quạt đẩy, một quạt hút. Như thế thì nó mới đủ được cái lượng gió để nó làm mát cho con đẩy này. Đấy. Khi nhiều quạt lên ấy, thì là máy nó sẽ chạy ồn. Bật lên nghĩa u. Nhưng con này thì sao? Rất là êm các bác không? Con này rất là êm. Có một cái cánh quạt thôi, nó chạy rất là bình thường, nó chạy rù như thế thôi, nhưng mà nó giải nhiệt đủ cho con đẩy này. Rồi, và một cái nữa mà cái này là đánh trực tiếp với kinh tế của các bác này. Nhiều xò ấy, khi các bác sửa nhá, hai con đẩy này. Các bác bảo là con đẩy này mạch thường, đây con đẩy này mạch thường, sửa rẻ, thợ nào sửa cũng được. Ok, con này thì đúng là thợ nào sửa cũng được. Con này sẽ khó sửa hơn. Phải có người thợ, người ta biết, người ta có trình độ một tí thì người ta mới sửa được con đáy này. Hai, sửa được con đáy này. Nhưng mà chi phí của hai con đáy này, sửa con này với sửa con này, con nào sẽ mắc tiền hơn? Chứ chưa rằng con này nó sẽ dễ sửa hơn mà con này nó sẽ ít tiền hơn. Tại vì sao? Ở đây chúng ta dùng cái này á, khi mà nó bị lỗi á, bị hư á, là chủ yếu là nó chết sò. Nó chết không phải là cả cái này, nó chết có một con đâu. Không phải nó chết hai con, mà khi mà nó đã chết, nó khi nó chết cả giải này luôn, cả bo này luôn, không còn một con sò nào không. À, có khi là chết cả hai bên, có khi chết một bên. Thì khi các bác lưu ý nhé, cái tiền sửa là người ta sẽ tính tiền công riêng và tiền sò riêng. Đây là cứ đi mua cái sò này này, cứ mua sò xịn, các bác phải đóng ở đây xem này, một cặp bên đây là bao nhiêu tiền, một cặp sò đấy là đã gần tiền trăm rồi. Đấy, các bác cứ đếm đi, nguyên tiền sò đã nhiều hơn tiền sửa rồi. Còn con này nhá, khi mà không may nó hư cùng lắm là nó sẽ hư máy còn một phép ở đây. Thay đó, nó chỉ có rất là ít linh kiện thôi. Cái tiền mua cái mô phép này nó sẽ đắt hơn, nhưng mà số lượng thì nó lại ít hơn. Thành ra con này nó sẽ rẻ hơn. Sữa con này thì nó rơi vào tầm hết khoảng 300. Maximum 300 đến 350. Đấy, nếu mà gọi là các bác đi xử lẻ. Nhưng con này có khi tới bạc triệu cũng được đó. Đấy, do là so cái số lượng sò nó chết nhiều. Có hiểu không? Cho nên mà cái này là các bác phải cân nhắc ở đây một tí. Còn lúc khi chúng ta mua, nếu mà những mua những cái dòng mạch như thế này thì tìm những cái đơn vị mà họ uy tín, họ sẽ bảo hành cho em. Ví dụ như là trong quá trình mà sửa chữa, trong quá trình mà sử dụng mà không may bị hư hỏng á, thì họ sẽ có cái trách nhiệm là bảo hành hoặc là hết bảo hành hỗ trợ. Như cửa hàng em á, các bác mà mua hàng về em thì được bảo hành 3 tháng. Khi hết bảo hành thì các bác có hư hỏng thì bọn em vẫn hỗ trợ các bác sửa chọn đời, tuy nhiên là sẽ tính phí. Đấy. Còn cái con này thì nó dễ sửa một tí, nhưng cái bài toán các bác nên so sánh lại một tí nhá. Đấy. Và ở đây nữa thì ở đây như em nói là con đẩy này thì nó nhiều sò nhưng nó có 600W thôi. Con này nó tới 850W. Và con này cả lát D. Giá thành của hai con này này thì là con này nó sẽ rẻ hơn đấy. Con này em bán là 850W. 850W như con này là bọn em bán là 5 triệu. Nhưng con 650W cũng khỏe hơn con này luôn. Bọn em bán có hơn 4 triệu rồi. Nhưng con này nó sẽ đắt tiền hơn. Đấy. Và đây em cũng cho các bác so sánh ở đây. Một cái bo mạch như thế này. Ở đây là con này là hai... cái này là class D thì là một cái bo như thế này, nó đã là tổng của nó là tới 1700W, là một cái bo như thế này 1700W. Nhưng mà cái bo như thế này là class TD đây, con này là 800W. Nhưng mà cũng có những con nó là như thế này, nhưng mà nó tới 1300W một bo như thế này, 1300W như thế này. Thì nó chỉ khác nhau ở đây là nó những cái con MOSFET ở đây, những con MOSFET ở đây để nó MOSFET lớn hơn, nó sẽ bù áp lớn hơn thì nó sẽ khỏe hơn.
Chứ còn ở đây là cái mạch này là mạch class TD. Mạch class TD con này hiệu suất nó còn chưa bằng con này. Con này class D công nghệ cao hơn, hiệu suất cao hơn. Đấy, còn con này là class TD nó hiệu suất nó chưa bằng con đó đâu, nhưng mà con này đã 8 nhỏ rồi. Đấy, nó rất là nhỏ gọn như thế này thôi, bằng cái bàn tay. Đúng bằng cái bàn tay thôi. Nhưng mà công suất rất là khủng. Còn con này nó to như thế này nhưng mà công suất nó lại không bằng. Đấy. Còn nhiều khi những cái dòng mạch mà nó không bù áp đấy, như dòng xe đấy, 450 sò nhưng mà nó chỉ có 7-8 kW thôi, rất là nặng, ôm to vác nặng nhưng không ăn thua. Đấy, thì em làm cái video vừa rồi để mà trả lời cho cái câu hỏi. Cho nên mà các bác mà mua đấy là chúng ta nên một cái sự so sánh, một cái sự cân nhắc ở đây nhá. Đấy, xin cảm ơn tất cả các bác.